hai đứa chúng mày đến căn cứ Wagon để cho tao chữ USB về đây. Rõ. Ngôi nhà phía trước chính là căn cứ bọn Egon. Ok. Hành động thôi. Tìm đến căn cứ của chúng ta, cậu hãy về nhanh nhá. Bọn em về rồi đấy ạ. Chúng mày đã lấy được chiếc USB cho tao chưa?
Bọn em đã lấy được nó về rồi đấy ạ. Bọn mày làm tốt lắm. Ở đây canh gác. Thôi, tao phải chịu tao đây. Cuối cùng thì nó cũng nằm trong tay của ta. Thank you.
Thưa sếp, em có mặt. Tao có việc giao cho chúng mày đây. Dạ, có việc gì ạ? Chúng mày, hãy đi bắt lão già này cho tao. Yes, sir. Lần này, tao sẽ để bọn Digger chúng mày tự tàn sát lẫn nhau. Bố, ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé. Ừ, con gái đi nhớ giữ gìn sức khỏe và tự chăm sóc cho bản thân nhé. Vâng ạ, bố ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya nhiều nữa nhé. Con chào bố. Ừ, con đi đi. Chúng ta đi được chưa? Chúng ta đi thôi. Hai cha con nó hôm nay chia tay. Nhân cơ hội này, hãy tóm lão già để uy hiếp nó. Let's go. Chúng mày là ai? Tại sao lại bắt cóc tao? Lão già tỉnh rồi hả? Quay lại cho tao. Nếu muốn cứu bố mày thì anh vác xác mày đến đây. Nhớ là phải đi một mình. Nếu không thì mày biết kết quả rồi đấy. Giá như ngày nào cũng được vui vẻ thoải mái như thế này nhờ các cậu. Ừ. Các cậu ở đây, tớ ra ngoài có chút việc. Không biết cậu ấy có việc gì mà gấp thế nhở? Nếu muốn cứu bố mày thì anh vác xác mày đến đây. Nhớ là phải đi một mình. Nếu không thì mày biết kết quả rồi đấy. Cố lên. Bố không sao con gái. Đi vô. Mày yên tâm, lão không sao đâu. Tao mới chỉ cảnh cáo thôi. Chúng mày dám? Cứ bình tĩnh. Bây giờ tao cho mày hai sự lựa chọn. Chúng mày muốn tao làm gì? Tao muốn gì mày phải biết rõ rồi chứ. Tao muốn đổi mạng của hai bố con mày, lấy mạng của hai đứa nhóm Big Girl. Bây giờ mày hãy chọn đi trước khi mũi dao này rơi xuống.
gì chúng mày yêu cầu, nhưng chúng mày phải hứa không được đụng đến bố tao. Cherry, cậu ấy không còn sự lựa chọn nào khác. Ellie! Chúng mày đến đi. Lỗi này là do bọn nó. Chúng ta phải trả thù cho Ellie và cứu bố cậu. Bố không sao con gái à? Sao ở đây chỉ có một đứa? Không còn đứa nữa đâu? Một đứa? Đã quá đủ cho sai lầm này rồi. Mày không muốn cứu bố hay à? Dám lừa tao à? Jenny! Hãy trả thù Jenny! Chúng ta phải giết hết bọn chúng!
mày mẹ Ellie phải chết. Đây là phát súng trả thù cho Ellie. Cô tớ. Cô, cô cố gắng lên. Cô đưa bố đi bệnh viện. Việc tôi giao cho ông đến đâu rồi? Tôi đã chuẩn bị hết tất cả rồi, ông yên tâm. Đây là vùng đất có rất nhiều chuột, tôi đang tiến hành thí nghiệm trên vùng đất này. Đây là vùng đất lý tưởng để tôi thực hiện kế hoạch. Ông, hãy mau cho người tiến hành đi. Ok. Thực hiện kế hoạch. Ông hãy nhìn đi. Tốt lắm. Đây sẽ là vũ khí. Tôi thống trị vùng đất này. Sao sao.
chúng ta phải tìm hiểu đã. Ông thấy thế nào? Lũ chuột này đúng là một món vũ khí lợi hại, nhưng mục tiêu của tôi là bọn Ích Cơn. Ông kia tâm đi, lũ chuột này rất là đông, bọn Ích Cơn sẽ không làm gì được. Nếu không có viên thuốc giải này. Là bọn Ích Hơn. Chắc chắn bọn này chính là người đã tạo ra lũ chuột. Phải bắt sống bọn chúng để tìm ra cách giải quyết lũ chuột. Đại ca, để em. Chắc chắn đây là thuốc giải rồi, chúng ta mau đi thôi.